Em xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Em là Đức Thành Ô tô, chuyên mua bán các dòng xe đã qua sử dụng. Hôm nay em xin được giới thiệu với quý anh chị một chiếc xe rất là đặc biệt. Chiếc Mercedes-Benz C250 màu ghi xám, sản xuất năm 2010, tên cá nhân biển Hà Nội. Một chiếc xe 11 năm tuổi rồi, rất là lâu rồi. Nhưng mà xe còn cực kỳ đẹp, chất xe, đều xe. Xe có màu ghi xám rất là khỏe. Còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đẹp ở đây là em phải so sánh với những chiếc xe cùng đời, chứ em không thể nào so sánh với chiếc Mercedes hiện tại được. Điều đầu tiên để nhắc đến chiếc xe 250 này thì thực sự phải nói đến giá. Giá của nó cực kỳ tốt rồi. Thực sự em phải chia sẻ như vậy. Tại thời điểm bây giờ, chiếc xe 250 có giá lăn bánh lanh quanh khoảng gần 1 tỷ 9. Gần 1 tỷ 9 lăn bánh. Thì chiếc xe này của em chỉ đâu đó hơn 400 triệu một chút xíu thôi. Giá cực kỳ tốt. Chỉ bằng 1/4 so với lại xe mới bây giờ thôi ạ. 11 năm rồi nhưng mà cái thiết kế vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Hài hòa, không bị lỗi thời một chút nào cả. Thân xe có những đường gân dập nổi, nhìn rất là khỏe. Bộ mâm đa chấu còn tương đối mới. Form này vẫn rất là đẹp đấy ạ. Em làm xe thì vẫn còn rất là nhiều anh chị còn hỏi cái model này. Tại vì model này, cái form này nó kéo đến tận năm 2015 nữa cơ. 2015. Cuối 2015, đầu 2016 bắt đầu mới ra mắt phiên bản form mới. Cốp tương đối rộng, một chiếc sedan hạng C. Không hề chật một chút nào đâu ạ. Xe được dán kính Luma. Xe của em bên trong xe có màu nội thất, nó nói kem thì nó không đúng lắm, nhưng mà nó hơi gọi là bạc màu đi một chút. Còn cái nội thất này thì thực sự về cửa hàng em, bọn em đã gọi là spa lại, đánh bóng lại cho nó sạch sẽ lên. Đấy, ngoài ra thì không làm gì cả. Tại vì thực tế một cái xe 11 năm thì nó sẽ phải cũ đi theo thời gian. Hàng ghế của một chiếc xe phân khúc C như thế này thì không phải là quá là rộng, không quá rộng, nhưng em thấy đủ chấp nhận được. Đầu gối vẫn còn một khoảng 15 phân nữa. Trần vẫn còn khoảng 10 phân, tương đối rộng. Đủ để ngồi thoải mái đấy ạ. Xe có được trang bị hai cổng điều hòa phía sau. Thế nên là mùa hè như này thì quý anh chị không ngại về thời tiết đâu. Sẽ làm mát nhanh thôi. Đây là nội thất. Nội thất của chiếc Mercedes 2010. Khá là trau chuốt đấy đúng không ạ? Xe được trang bị rèm trên nắng phía sau. Dạ đây. Đời 2010, xe đã trang bị đèn tự động auto này. Đèn LED định vị ban ngày này. Đèn chiếu sáng phía trước, đèn cốt này. Gương gập điện này, chỉnh điện này. Khóa điện này. Đầy đủ hết các bác ạ. Máy móc vẫn rất là ngọt ngào. Chiếc xe của em thì đã chạy được 11 vạn km rồi. 11 vạn km. Một chiếc xe 10 năm tuổi, 11 năm tuổi, 11 vạn là không hề nhiều thế nào cả. Không hề nhiều đâu ạ. Nghe con số nó to thôi. Nhưng mà chiếc xe này đã nhiều năm rồi. Thế nên là đối với một chiếc xe nhiều năm thì nó là bình thường. Chiếc xe thì được trang bị hơi thiếu một chút. Đầu tiên em phải nhắc đến là thiếu camera lùi và thiếu màn hình. Đấy thì cái này em nghĩ mình khắc phục đơn giản thôi. Không có gì đâu ạ. Xe có rèm điện này. Và cảm biến xung quanh xe này. Cân bằng điện tử. Ở đây mình có điều hòa hai vùng độc lập này. Hai cái núm xoay đây là chỉnh điều hòa hai vùng. Cần số. Số tự động. Chế độ Comfort và Sport. Ở đây mình có chuyển được hai chế độ Comfort Sport. Đây em sẽ quay lại cái nội thất này nhá. Rất là đẹp, còn rất là mới luôn. Ghế da còn rất là mới.
cực kỳ sạch sẽ. Đối với anh chị mà mình có một khoản tiền không phải là quá lớn mà mình muốn một chiếc xe rộng rãi, sang trọng, vận hành chắc chắn, an toàn, thì chiếc xe 250-2010 này đáng để cân nhắc đấy ạ. Đáng để cân nhắc tại vì giá của nó bây giờ cực kỳ hợp lý. Em phải nói là cực kỳ hợp lý tại vì nó có thể sánh ngang cái giá ngang với lại một vài xe bình dân trên thị trường bây giờ. Bình dân. Mà đây là một chiếc xe cao cấp. Đấy ạ, thế nên vận hành sẽ khác biệt đấy ạ. Rồi, em xin giới thiệu nhanh một chút thôi nhé. Em có chiếc Mercedes-Benz C250 sản xuất năm 2010, tên cá nhân biển Hà Nội. Chiếc xe chạy 11 vạn km. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá là 435 triệu. Anh chị quan tâm xe có thể đến trực tiếp cửa hàng em ở Việt Nhật Auto 89 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội, hoặc liên hệ số hotline trên màn hình để được hỗ trợ nhiều nhất ạ. Tất cả các xe mà em bán ra thì em đều có cam kết chất lượng xe trên văn bản, xe không đâm đụng vào sắt xi hung gầm, xe không ngập nước, không tranh chấp và không phạt nguội. Ngoài ra thì anh chị còn được mang xe đi kiểm tra hãng nữa, thế nên là anh chị không ngại về chất lượng đâu ạ. Rồi, anh chị cho em xin một lượt đăng ký kênh để được cập nhật những cái video mới nhất của em. Sắp tới thì em đang về rất là nhiều những chiếc xe mới nữa. Rồi, em xin cảm ơn.